Thưa quý vị, nép mình bên dòng sông Hiền Hòa thơ mộng, làng bè Châu Đốc từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của tỉnh An Giang, là biểu tượng minh chứng cho một thời kỳ vàng son của ngành chăn nuôi cá tra, cá ba sa của địa phương. Mới đây, nhằm thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu làng bè, ngành du lịch tỉnh đã phủ màu sắc lên những nhà bè nuôi cá, tạo một điểm nhấn bên dòng sông Châu Đốc. Dự án làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc có 161 chiếc bè trải dài gần 1 km, được tô điểm bằng 6 màu sắc rực rỡ như đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, tạo nên cảnh sắc lạ mắt, thu hút trên sông Châu Đốc. Tỉnh An Giang mong muốn đây sẽ là cung đường thủy lý tưởng để du khách thưởng lãm phong cảnh và có những bức ảnh độc đáo về sông nước An Giang. Những mảng màu đặc sắc của làng bè đã tạo nên sự tươi mới cho phong cảnh vốn bình yên nơi miền sông nước. Và hơn thế, cuộc sống của những hộ dân ở làng bè cũng bắt đầu đổi khác. Bên cạnh công việc hàng ngày, họ làm du lịch phục vụ du khách đến tham quan trải nghiệm cái chất miền Tây của sông nước An Giang. Vị trí của làng cá bè nằm trên tuyến tham quan tìm hiểu trải nghiệm đời sống sông nước và văn hóa cộng đồng người Chăm tỉnh An Giang. Vì thế, du khách còn có thể tìm hiểu đời sống văn hóa của cộng đồng người Chăm hoặc mua cho mình những món quà lưu niệm được làm từ những bàn tay khéo léo của các nghệ nhân nơi đây.